Thứ nhất là anh em nên mua ở chỗ nào, ở những cái khu công nghiệp đang có sẵn. Vì sao đang có sẵn? Bởi vì cái chỗ đấy là nó có cái công năng tiêu dùng rồi. Và những cái nhà đầu tư mình lại phải hướng đến, nhìn thêm cao một chút là những cái doanh nghiệp về, những cái công ty về thì nó đang có cái chỗ đấy là chỗ gì, liên kết với nhau rồi, đúng không ạ? Cái công ty này sang liên kết với công ty kia, gọi là mặt cung ứng rồi, đúng không ạ? Rồi là sản xuất rồi, rồi là cái khu đấy là khu tập trung rồi, được chưa ạ? Khu đấy là khu tập trung rồi thì chúng ta tìm ở những khu công nghiệp đang sử dụng rồi để chúng ta đầu tư. Thì nếu mà mọi lần mà mọi người hay nghe gọi là đầu tư ở vùng lõi, vùng mà dùng vùng sử dụng đấy, ví dụ ở ven đô thì về thành phố đấy, thì nếu mà đang cùng cái dạng bất động sản công nghiệp thì những cái khu nào mà nó đang chỉ là bánh vẽ trong tương lai thì chúng ta đầu tư về những chỗ là khu công nghiệp đấy đã hoạt động rồi, đã triển khai và đang sử dụng rồi đấy, đã có công nhân, cán bộ, công nhân, lao động rồi. Có rất nhiều những khu công nghiệp treo, có rất nhiều những cái khu công nghiệp làm ra rồi, san lấp mặt bằng rồi nhưng mà mãn cho thuê được nhiều lắm, bỏ hoang nhiều lắm, ở Nam Định nhiều lắm, đúng không? Rất nhiều nơi, bởi vì họ không thu hút được nhà đầu tư, họ không thu hút được cái việc là người đến để thuê, cái doanh nghiệp để đến để thuê. Nó liên quan rất nhiều yếu tố, ví dụ như là giao thông. Nếu ví dụ trong cái việc mà mình dạy, mình code cho các cái trong khóa code ấy, thì mình bảo là cái chủ đề đầu tiên là tìm cái khu vực đầu tư tiềm năng. Thế thì trong đấy nó có liên quan đến việc gì, là một là con người, hai là cái vị trí liên kết đấy. Cái vị trí đấy mà nó quá xa những cái chỗ mà nó trung chuyển được ấy, gọi là bến xe, bến bãi, tàu phà, thì chắc chắn là những doanh nghiệp người ta không về đấy. Nếu người ta về đấy, người ta bị đội chi phí vốn, đội chi phí về về vận chuyển, thì như vậy thì người ta sẽ không bao giờ về, đúng không ạ? Vì sao? Người ta rất thích ở những bến xe hay những cái con đường, mặt đường, bởi vì xuống cái là người ta di chuyển được luôn. Đấy, chúng ta chỉ cần hiểu đơn giản như vậy thôi. Nên là cái khu công nghiệp nào mà đang sử dụng rồi thì anh em nên đầu tư vào những khu vực đó, đầu tư rất tốt ở khu vực đó, người ta gọi là có công năng sử dụng rồi, hiện tại rồi nhé, không phải là bánh vẽ ở tương lai. Khi chúng ta đầu tư vào đấy rồi thì chúng ta có thể là đầu tư nhà trọ cho thuê, hoặc nếu mặt đường thì chúng ta làm những cái kiosk, những cái gì có thể là kinh doanh về ăn uống, kinh doanh về giải trí, kinh doanh vui chơi, vân vân. Nhưng sau đó thì là một cái bước tiếp theo là gì, nếu có thời điểm này chúng ta đầu tư các dạng đó và chúng ta lại còn tính đến tương lai 1-2 năm nữa chúng ta đầu tư các vùng, gọi là các vùng ven của khu nghiệp mà bánh vẽ nó cao rồi, thì 1-2 năm sau thì có thể đơn giá đấy nó lại làm thấp, thì chúng ta lại sẽ đưa cái sản phẩm mà chúng ta đang ở cái chỗ khu nghiệp đang sử dụng này rồi đưa vào ngân hàng chẳng hạn, ví dụ vậy, thì chúng ta lại vay lại ra một số lượng tiền rất là lớn, bởi vì cái giá nó đang lên. Đất nếu càng cho thuê được thì cái giá trị nó càng cao, còn không cho thuê được, không kinh doanh được, không thương mại được thì chẳng có ý nghĩa gì, chẳng nghĩa lý gì, chỉ là đầu cơ thôi và người ta không nhìn đến ở đâu đấy. Ví dụ như là ở Bình Dương ấy đấy, anh em nhìn ấy, cứ tầm buổi chiều là tan tan tầm nên là đông kinh khủng. Thế thì nếu chúng ta có một cái nhà hàng hay một cái khách sạn mini hoặc cái nhà nghỉ nào đó thôi thì cái doanh thu ở đấy nó cũng sẽ rất là tốt, mà doanh thu tốt thì nó ra dòng tiền, doanh ra dòng tiền thì là ngân hàng họ rất thích các dòng, đúng không? Và chúng ta sẽ đầu tư quay ngược lại thì cái thị trường nếu mà bất động sản công nghiệp thì chúng ta phải đầu tư vào những chỗ đang sử dụng đấy, cứ tìm chỗ nào đang sử dụng mà đầu tư. Chứ bây giờ mà chúng ta mà đi đầu tư bất động sản công nghiệp ở những chỗ bánh vẽ, ở những chỗ quy hoạch trong tương lai, quy hoạch nó còn treo, quy hoạch nó còn thu hồi quy hoạch, xong rồi này phê duyệt quy hoạch bây giờ đều là bánh vẽ hết, đúng không? Mà anh em đầu tư ở các dạng như vậy thì nó vẫn là một cái là đầu cơ, nó là đánh sóng, nên là chúng ta phải chú ý cái trường hợp đó thì nó sẽ dễ hơn, đúng không? Cái điểm thứ hai là đầu tư ở những khu công nghiệp mở rộng, nó rộng hơn một chút là mở mở rộng. Ví dụ những cái chỗ mà đang hoạt động rồi thì nó có sẽ có một cái quỹ đất là mở rộng. Nếu chúng ta mở rộng, chúng ta đầu tư các khu mở rộng ấy thì nó vẫn có nhìn ra cửa, bởi vì sao, cái chỗ nào mà cái điểm đầu tiên ấy là khu công nghiệp là đang sử dụng mà cái tỷ lệ lấp đầy cao, đúng không ạ? Thì chắc chắn nó sẽ chảy sang những chỗ kia đấy, chảy sang những chỗ kia. Kể cả là còn 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 mình nói luôn là cái giá ở những cái chỗ khu nghiệp đang sử dụng là mà giá nó cao rồi, nó cao rồi đấy, nhưng mà nó không thể lên nhanh
và lên nhiều như cái chỗ mà đánh vẽ được, bởi vì chỗ đánh vẽ là người ta hay đánh thông tin, đúng không? Thì chúng ta sẽ tìm những cái khu nghiệp và chỗ mở rộng để chúng ta đầu tư vào đó, giá có thể là mềm hơn chỗ kia một chút, tìm chỗ nào mềm hơn cái chỗ sử dụng đấy. Đấy, tối thiểu là 30-50% hoặc 100% càng tốt, lớn hơn càng tốt. Tiêu chí tùy anh em, mỗi anh em có một cái tiêu chí riêng. Thế chúng ta phải đầu tư là cái chỗ khu nghiệp mở rộng, mở rộng sát gần liền kề đấy, ví dụ như Hà Nam, những cái chỗ Duy Tiên, Đồng Văn 234 chẳng hạn, rất là nhiều, đúng không ạ? Rồi là ở trong Bầu Bàng nữa cũng thế, đấy, Bình Dương, Bình Phước hay Vũng Tàu cũng thế. Thì chúng ta tìm những cái khu mở rộng như thế chúng ta đầu tư thì nó có cái chỗ sẵn rồi, nó sẽ rất là có sự bảo đảm cho anh em. Còn nếu mà anh em, cái điểm thứ ba là những khu công nghiệp định hướng đến 2030, định hướng đến 2030 thì anh em phải tìm cái chỗ nào có đơn giá rẻ nhất và bỏ một cái tỷ lệ tiền thôi, tỷ lệ tiền ít nhất. Tại thời điểm này là tất cả mọi chỗ là đều lên cao rồi, đúng không ạ? Không có chỗ nào là còn rẻ nữa cả. Đấy, chỗ nào mà là chung ở cái khu vực đó, ở cái tỉnh đó, ở cái huyện đó, đúng không? Ở tỉnh này so với tỉnh kia thì chúng ta đầu tư ở đấy thì nó mới ok, và đầu tư với một cái tỷ lệ nhất định thôi. Còn thời điểm này thì anh em về vùng ngoại đánh là hợp lý rồi, nhưng về vùng ngoại thì nó có rất nhiều cái chỗ vùng ngoại, chứ không phải là chỗ nào chúng ta đầu tư được, đúng không ạ? Hoặc là có anh em nào mà thích đu đánh theo dự án thì có thể về dự án, thời điểm này cũng là một cái thời điểm rất là tốt, được chưa? Thì đấy là ba cái khu vực mà anh em lên đầu tư. Một là cái khu vực là khu nghiệp đang sử dụng, hai là cái khu nghiệp, cái vị trí có khu nghiệp mở rộng gắn liền với cái khu nghiệp sử dụng, và ba là khu nghiệp định hướng đến 2030. Nhưng cái định hướng đến 2030 này thì mình khuyên anh em, nếu là cá nhân mình thì đầu tư những khu vực đấy phải giá cực rẻ thì mình mới mua, còn không thì mình không mua,